YouTube của mình. Ngày hôm nay mình cùng các bạn đi thôi mò nha, và mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất và bút màu đẹp nhất để tô cho các bạn thấy. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâu rồi. Tiền đi cần. 500 mua cái đấy. Tự mua luôn, như cái cần cái chó gì đâu. Nghe chưa? Đi lâu rồi để mua được mạnh. Đợi mãi nên mới được anh nhé. Vậy mãi nãy mới được chứ không phải là chơi lâu đâu. Mẹ phải mua, nãy là mua. Bỏ ra một đá này, chùm ở đá. Giờ ra cái này mất. Cả nhà nó mắc chạy luôn rồi. Đố mà cả nhà ta. Mày cả được tao lại nâng. Mày cả được tao lại nâng. Nào, cao đi. Đi. Nghe được rồi. Chết rồi. Nó thôi hay mày thôi? Làm chết đi. Vãi lồn. Nó cảm thấy đụng cả nhà lòng. Nó cảm thấy đi này. Đi mẹ ơi. Đi mẹ nó cửa sống đỏ rồi kìa. Quán xa rồi. Đi, quán... Mày dừng cộng tận 200 rồi. Đã chơi lâu này nó mới thích này. Đi mẹ. 100% điên rồi. Nếu biết. Nằm sạc sạc lâu thế. Ôi đi mẹ tại mày là bố xong đâu rồi. Đáng chơi ngay, con chó này. Đấy, cưa ơi. Mẹ, nó mà sạc pin rồi này. Địch mẹ, lấy mày đòi hót nó đèn mới rồi. Đen cái gì đó, sạc pin đỏ à? Mẹ đang lên được cái đấy rồi. Cái gì này thôi, thì gần này, tao chạy vào chân nhéo kéo được cái tay. Có cái gì á? Cái này là cái gì á? Đi chờ đi. Nó đi mày bảo là cục đá đi. Mẹ sướng là người vậy. Mua được cục đá rồi đi. Tích dễ quá rồi. Sạc pin. Đối với anh mua cái đấy dễ hơn. Bỏ chân lên. Chân ốp. Đối với anh mua cục đá dễ hơn rồi. Chạy chỉ đơn giản luôn. Thế là mày toàn mua đi. Mày toàn mua mấy ấy trước cái ấy vật cửa mấy cái súng chết đi. Mày toàn mua mấy cái mày cửa trước. Mẹ vừa lấy bắt đầu cái ra cả nhà lòng thì mẹ cả nửa cây nhà rồi. Hình như mày này phải tắt rồi. Hình như nó có mắt được rồi. Tại mở đó. Đầu mới nào tắt. Win vèo. Win rồi nó cứ ra là ok. Như thế. Ký tao phải win vậy. Để là quên đi. Để mày ơi. Coi như thế tao còn phải win. Thế bên mang này nó có đỏ ăn không? Đi mẹ ăn tay thả nó. Nhưng cái đầu khớp ấy, nhìn đã muốn thoát rồi. Cái thằng đó này nhìn đã muốn thoát rồi. Chắc nó tương dụng vậy. Thằng mở đây. Cái nó cứt rè, nó tương dụng đéo rồi. Thì nó chỉ sử dụng một lần trong hết mẹ. Nhà anh sẽ làm cái dọn đó, nhà lòng không phải dọn được. Hai người, một người không đậu. Dọn đấy. Là kiểu cầm cái bạt ấy, gấp vào, đậy vào là xong. Nó vừa ở đấy thì chẳng phải thế là đúng được. Lo mưa mít thì hết luôn. Má đầu này game chán quá đi mẹ. Thì ai trồng ở đấy? Đấy. Ai trồng? Thì cứ vứt đấy. Mẹ Long đi qua đi lại đã giang lạc thôi. Đã nhận được đầu nó được cái đeo cái gì. Đã ra nhà cái kia rồi thì thằng kia nó chạy hơn. Nó mở là con heo đéo như thế. Cái đầu ghi mà lại cộng tiền em chứ. Cái đéo rồi, mấy rồi. Đâu được rẻ tao. Mẹ người ta có gì đâu mà ra vậy. Nên là tí kể đến nó sẽ ghé thằng này mày nhiều hơn đấy. Không sao, nó cứ bị quyết. Đừng. Cay chưa. Cút ngay mố. Lúc buồn phản xéo người thì nó chút cho nhà hàng. Chỉ là mẹ đừng nữa nhé. Đấy là đéo quẻ tiếp.
được nên là cô ơi cái này cho có xem ấy địt mẹ đi thua hello. Nhà thằng này dài ấy nè, chúng mày nhà bố mày đâu thế để biết có tiền cào cào thì đau lên chó ấy. Hai khẩu thôi đã rồi. Bật kia lên xem xét đi lên, alo. Chưa được. Tiền đây bật cái này lên cho nó thả bom vào đầu nó mà. Chưa được. Thì đã bật rồi. Xin chào tất cả mọi người đã xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình cùng các bạn đi thô mò nha. Và mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất và bút màu đẹp nhất để tô cho các bạn thấy. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Người lâu rồi nè mẹ. Người đấy bình thường lắm. Hay lấy mấy cái máy ở trên tủ thôi để mình chơi. Mày nè, cái máy trên tủ mà nó không quay được rồi đó, hôm nay mình chơi ngu quá luôn. Để tại Facebook về để chơi ngu quá luôn. Thôi nó nhập Facebook mình vào đi mẹ. À, nè, đúng rồi. Thế là được, cho mày chơi nữa đi mẹ. Tôi cả cứt. Tí nữa chứ. Đó, luôn đang chán. Đang chán thì đổ video mà lên tải luôn là đẹp. Yes, quả vặt cũng là ra cộng tiền, chính là con gấu bị mẹ. Đang ra không mẹ. Đây cả đây. Xong rồi ăn nắng này rồi. Nâng càng ấy chưa? Nâng càng nhưng mà có cái mé kia rồi. Chứ về chưa? Có sẵn đây. Để cái này có không? Chị chưa gì đấy? Có không? Đời thơ anh đi. Có mà, mấy nào cũng có mà. Chị mới nhận đi ăn về cho nó khổ nhau. Hì, chúng tôi đã đình chỉ tài khoản cửa bạn. Đây nhập nick 5 phải luôn. Nhớ mẹ pin ở đây. Hộp đây sạc. Tìm những dây dây tai chi đôi. Cộng dây tai chi đôi. Một cộng. Nếu hai cộng rồi không? Hai cộng. Chứ mà nếu gì cắm thì mẹ đi. Nó còn một ổ đây nhưng mà không muốn rút đấy. Không thể đăng nhập. Tài khoản nó không thể đăng nhập. Hay mẹ vẫn để kia. Mẹ nó đang bận mở đi đi bên kia xem. Tắt đi tất cả mẹ đi. Chẳng
giờ? Chưa.